Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô Tô có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Anh chị em thân mến, thì hôm nay tôi mới về cho quý anh chị các bạn một cái mẫu xe thuộc dòng xe Ford Everest. Một cái mẫu xe rất được yêu mến trên thị trường Việt Nam hiện tại. Anh chị em có thể thấy thì đây là mẫu xe Ford Everest phiên bản Titanium, phiên bản một cầu số tự động các bạn nhé. Nếu như anh chị em nào để ý thì Ford Everest có khá nhiều những cái phiên bản, trong đó có tới 5 phiên bản có thể kể ra, đó là Ford Everest Ambient một cầu số sàn và Ford Everest Ambient một cầu số tự động. Ngoài ra thì có phiên bản Trend cũng như phiên bản Titanium, và phiên bản cao cấp nhất nó là phiên bản 2 cầu Biturbo các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi một vòng để có thể trải nghiệm cái dòng xe này xem cụ thể thế nào. Ford Everest, anh chị em nào để ý thì cái phiên bản cao cấp này là phiên bản Titanium, có mâm xe là mâm xe 20 các bạn nhé. Mâm xe 20. Rất đẹp các bạn nhé. Các bạn có thể thấy xe mới về nhưng mà không có một vết xước nào cả các bạn ạ. Không có một vết xước nào cả. Ở phiên bản Titanium thì chúng ta dễ dàng nhận ra thì đấy là cái mâm xe 20 cũng như là có chữ Titanium đằng sau này. Ngoài ra thì có cái cảm biến tiến phía trước. Đối với những dòng xe SUV này thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu cũng là cái tiêu chí để các bạn quan tâm. Trong đó cái mức tiêu thụ nhiên liệu của cái dòng xe Ford Everest này đường ngoài đô thị là 5,59 lít trên 100 km, trong đô thị là 8,61 lít trên 100 km, và đường kết hợp là 6,71 lít trên 100 km các bạn nhé. So sánh với lại dòng xe Toyota Fortuner thì chúng ta có thể nói rằng là khả năng tiết kiệm nhiên liệu là tương đương với nhau, tương đương với nhau. Đây, khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy thì các bạn sẽ phải quan tâm đến khá nhiều những yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, có bị tháo cổ máy hay chưa, có bị ngập nước hay không, và giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý anh chị và các bạn hay không. Thì điều này là điều vô cùng quan trọng khi các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng. Thì nếu như anh chị em nào đang quan tâm đến vấn đề giá xe thì chúng ta có thể đến tua nhanh đến đoạn cuối của video clip. Còn nếu như anh chị em nào mà không có điều kiện thời gian xuống trực tiếp tại showroom tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, thì chúng ta có thể lán lại một chút qua màn hình nhỏ để quan sát kỹ hơn về chất lượng của nó cụ thể thế nào. Ví dụ như những đường keo chỉ đây, tắp đi cửa đây. Đấy, xem có vấn đề gì bất thường hay không các bạn nhé. Đây, cửa trước, cửa sau bên lái. Đối với lại dòng xe này chúng ta có thể so sánh với lại dòng xe Toyota Fortuner một cầu số tự động. Nhưng so sánh cái dòng xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu số tự động ấy thì chúng ta thấy là cái dòng xe Ford Everest này nó có nhiều những ưu điểm hơn về tính năng công nghệ các bạn ạ. Về tính năng công nghệ thì chúng ta có thể kể đến đây. Việc đầu tiên có thể nói rằng đây là cái cốp điện. Đây. Ở Fortuner thì chỉ có phiên bản là 2 cầu 1.354.000 thì mới có cốp điện. Còn đối với lại phiên bản một cầu số tự động thì chưa có cốp điện các bạn nhá. Nhưng đối với lại dòng xe Ford Everest này đã được trang bị cốp điện rồi các bạn nhá. Keo chỉ rất là nguyên bản. Biển Hà Nội một chỗ các bạn nhá. Tiếp tục ạ. Đây là cửa sau bên phải các bạn nhé. Cửa sau bên phải. Anh chị em có nhìn thấy rõ không ạ? Rồi, mâm xe này, mâm xe 20 nhá, lốp còn nguyên bản các bạn nhé. Mâm 20 lốp nguyên bản. Chúng ta đến với lại cái hàng ghế sau thì chúng ta có thể thấy đây. Về cái chất liệu ghế này các bạn nhìn này, gần như chưa có dấu hiệu bị nhàu. Da rất là căng. Bởi vì rất ít người ngồi như này. Đấy, xe đi rất ít các bạn nhá. Da rất là căng. Còn nguyên đai nguyên mác luôn các bạn nhá. Tốc độ quay có phù hợp không ạ? Anh chị em nào mà có nhu cầu thì hãy quan tâm thì hãy gọi điện số điện thoại 0939063333 các bạn nhá. Đây, ở phiên bản Titanium thì chúng ta có thêm cái ghế chỉnh điện. Xe Fortuner máy dầu một cầu số tự động cũng chưa có các bạn nhá. Và điểm hơn hẳn so với dòng xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu số tự động, chúng ta có cái hộp số này. Đây là hộp số tự động 8 cấp các bạn nha. Còn Toyota Fortuner chỉ được trang bị hộp số tự động 6 cấp mà thôi.
Ở hệ thống điều hòa thì chúng ta có thêm cái chức năng sấy gương các bạn nhá. Ở phiên bản Titanium này có chức năng sấy gương. Đấy, chức năng sấy gương. Đây, chức năng sấy gương đây các bạn nhìn này. Fortuner cũng chưa có chức năng sấy gương đâu các bạn nhá. Hệ thống loa thì các bạn có thể thấy thì đối với lại dòng xe này thì được trang bị màn hình 8 inch và được trang bị 10 loa. Nhưng dòng xe Toyota Fortuner chỉ được trang bị có 6 loa thôi các bạn nhá. 6 loa thôi. Chúng ta sẽ đến với cái động cơ các bạn nhá. Đây anh chị em thấy ạ. Động cơ máy dầu các bạn nhá. Ở phiên bản cao cấp nhất thì được trang bị turbo. Trong đây phiên bản single turbo các bạn nhá. 100 công suất 180 mã lực. Xe động cơ rất là nguyên bản. Rất là nguyên bản các bạn nhá. Các bạn nhìn thấy cái toàn bộ khung răng này. Khung răng này. Và đến với lại showroom chúng tôi cam kết cho các bạn xe không bị tháo cổ máy, không bị ngập nước. Giấy tờ an ninh an toàn 100% đảm bảo cho quý cho các bạn nhé các bạn nhé. Không phải lo phạt nguội. Bởi vì các bạn mua ở ngoài đường, ngoài chợ thì có thể lo phạt nguội. Nhưng mà đến showroom chúng tôi cam kết 100% dành cho quý cho các bạn. Anh chị em thân mến thì hiện tại chúng tôi đang có chính sách hỗ trợ trả góp lên đến 70%. Xe này chúng tôi đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 065 triệu. So với các bạn mua xe mới thì có giá là 1 tỷ 181 triệu. Và đăng ký vào lỡ cả tỷ thì nó rơi vào khoảng tầm tỷ 3. Thì các bạn có thể tiết kiệm được tầm 200 triệu rồi. Hơn 200 triệu. Và đặc biệt hơn nữa thì nếu anh chị em nào đang có nhu cầu trả góp thì chỉ cần chuẩn bị cho chúng tôi khoảng tầm 460 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Với lãi suất là 0,64% một tháng. Nếu như anh chị em nào đang có nhu cầu sở hữu những cái mẫu xe đã qua sử dụng thì hãy ấn like, subscribe kênh. Chúng tôi sẽ dành một cái phiếu giảm giá trị giá từ 5 đến 10 triệu đồng vào ngay trong tài khoản của quý như các bạn. Đặc biệt hơn nữa thì nếu anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe này thì hãy đến trực tiếp tại showroom số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.